mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và tôi là Thiết Sơn, phụ trách bán hàng. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Thiết Sơn đang ở thành phố Dubai, một thành phố khá là nổi tiếng về những chiếc siêu xe. Một điều rất là vui là ở ngoài đường thì khá như là nhiều những chiếc xe của Toyota. Và hôm nay thì Sơn có dịp tham quan một trong những chiếc showroom Toyota lớn nhất tại khu vực Dubai. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá bên trong showroom này, nó được trưng bày những chiếc xe gì và tính năng nó giống như ở Việt Nam hay không. Bắt đầu. Đây là chiếc Toyota Yaris quý vị ạ. Khá là giống với những chiếc Yaris tại Việt Nam. Nhưng mà option của nó thì sẽ thiếu so với Việt Nam. Mâm của nó được thiết kế là mâm đúc, là mâm sắc. So với chiếc Toyota Yaris tại thị trường Việt Nam thì được trang bị khá là nhiều những tính năng. Và đây là chiếc Toyota Camry 2019 phiên bản Trung Đông. Khá là đẹp quý vị ạ. Ước gì chiếc này được bán tại thị trường Việt Nam. Màu đỏ khá là đẹp. Wow. Và bây giờ chúng ta cùng khám phá nội thất của chiếc Camry này. Nó có gì đặc biệt không? Một showroom được trưng bày khá là nhiều xe quý vị ạ. Toyota Prado. Phiên bản này chưa được nâng cấp. Chiếc Prado tại thị trường Việt Nam nó đã được nâng cấp nên khá là đẹp. Phiên bản này vẫn là phiên bản cũ. Và đây là chiếc Toyota Fortuner đang được làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra xem một chiếc Toyota Fortuner tại khu vực Trung Đông này nó có gì khác so với lại phiên bản Việt Nam. Y chang quý vị ạ. Tính năng và cũng như nội thất của chiếc Toyota Fortuner khu vực phiên bản Trung Đông thì cũng khá giống với chiếc Toyota Fortuner tại thị trường Việt Nam. Đây chiếc Toyota Vios thần thánh của chúng ta đây. Đây là phiên bản Yaris Sedan. Nó được gọi là Vios tại khu vực Việt Nam. Chúng ta cùng nhau khám phá nội thất của chiếc xe này.
nội thất nó thua Fire tại thị trường Việt Nam khá là nhiều quý vị ơi. Ghế của nó đang là ghế nỉ này. Màn hình DVD chưa có kết nối Bluetooth này. Wow. Đây là anh chàng RAV4. Nhìn khá là hầm hố. Wow. Rất đẹp quý vị ạ. Chúng ta cùng xem nội thất bên trong của chiếc xe này nó có cái gì. Nội thất của chiếc xe này nó cũng không có gì là bắt mắt cho lắm. Đây là khu vực của hai chiếc Altis. Hai chiếc Altis này cũng khá là giống những phiên bản ở Việt Nam hiện nay. Rồi, và đây là anh chàng đang mới nổi lên, rất là đình đám. Toyota Rush, màu đỏ khá là đẹp. Wow. Và chúng ta sẽ kiểm tra bên trong xem này, chiếc Toyota Rush này về nội thất nó có giống như ở Việt Nam hay không. Nội thất bên trong của chiếc Toyota Rush này có nét tương đồng giống như những chiếc xe ở Việt Nam, nhưng nó bị thiếu đi màn hình DVD. Ghế vẫn là mộc nỉ chỉnh cơ. So với những chiếc xe ở khu vực Việt Nam thì chúng ta hơn rất là nhiều các quý vị ạ. Xe ở Việt Nam được trang bị nhiều hơn rất là nhiều so với những phiên bản ở Trung Đông này. Toyota Camry 2019 khá là đẹp quý vị ạ. Nhưng có một điều khá là hay ở khu vực này thì chiếc Toyota Camry này đang được sử dụng taxi rất là nhiều trên thành phố Dubai. Có lẽ khách hàng ở đây toàn là khách hàng VIP cho nên nó phải sử dụng chiếc Toyota Camry. Màu nội thất đen đỏ khá là đẹp và thể thao. Wow. Màn hình DVD cảm ứng rất là lớn. Thất đỏ khá là đẹp quý vị ạ, phải nói là cực kỳ đẹp cho một chiếc xe Toyota Camry. Chiếc này mà được bán ở thị trường Việt Nam thì đảm bảo sẽ rất là nhiều người mê. Chiếc xe có thể nói là khá là hầm hố.
tôi kiểm tra bên trong xem cái chiếc xe này nó có những nó thích có những gì. Chiếc Prado này với dung tích xy lanh 2.7 khá là giống với thị trường Việt Nam. Và đây là phiên bản Prado mới. Prado 2019 dung tích 4.0. Khá là đẹp. Land Cruiser 4.0. Wow, showroom khá là đẹp. Đây là chiếc Toyota Avalon quý vị ạ. Bên cạnh một chiếc Toyota Camry. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi.
thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mô cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam. Nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.